Minh Tuấn. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Viettel. Chắc chắn rồi, Vũ Minh Tuấn, người đang mang lại sự bùng nổ, và Viettel đã nắm bắt được cơ hội trong những phút đá bù giờ. Mọi thứ đã thay đổi sau chiếc thẻ đỏ của Lâm Anh Quang. Pha bóng vào và dứt điểm cực nhanh. Tỷ số là 2-1 dành cho đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Minh Tuấn sẽ phải nhận thẻ phạt về hành động cởi áo ăn mừng. Nhưng không sao cả, đối với cá nhân anh có lẽ là như vậy. Bóng đập đất nảy lên và Vũ Minh Tuấn có một cú ra chân nhanh như điện. Thắng lợi đã đến rất gần với Viettel. Họ vẫn sẽ bất bại ở V-League sau 3 vòng đấu. Và số điểm sẽ là 7 điểm. Với tỷ số 2-0. Minh Tuấn! Minh Tuấn! Tuyệt vời! Minh Tuấn một lần nữa lại là người hùng của Viettel với một bàn thắng rất đẹp mắt và đầy cảm xúc. Vào sân ở phút thứ 88 và ghi bàn ở phút thứ 93. Tuyệt vời! Minh Tuấn không ghi nhiều bàn thắng ở mùa giải này, nhưng mỗi bàn thắng của Minh Tuấn đều là những món quà hết sức giá trị với Viettel. Và đây là biểu cảm của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Bàn thua đầu tiên của Văn Phong ở trận đấu này, nhưng rất có thể nó sẽ là trận thua đầu tiên của Sài Gòn ở mùa giải năm nay. Mọi thứ đều rất hoàn hảo từ đường truyền kiến tạo của Quế Ngọc Hải, từ pha khống chế bóng vô cùng nhạy cảm của Vũ Minh Tuấn, và sau đó là sự lựa chọn vẩy bóng ngoài hoàn hảo. Một lần nữa Quế Ngọc Hải lại cho thấy anh là trung vệ kiến tạo hàng đầu bóng đá Việt Nam, với những đường truyền điểm rơi phía sau đường hàng phòng ngự của Hộ Sài Gòn. Đường truyền này khá giống với đường truyền mà Quế Ngọc Hải đã truyền cho Quang Hải ghi bàn vào lưới của Malaysia. Và đây là niềm vui của ban luyện câu lạc bộ Viettel, của huấn luyện viên Việt Hoàng và của trưởng đoàn Đỗ Mạnh Dũng. Venazio! 3-1 cho các cầu thủ Viettel. Và đó là bàn thua thứ 19 của anh Gia Lai ở mùa giải này. Viettel đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới của anh Gia Lai bằng với số bàn thắng mà họ đã có được. Lại là một pha bóng khá đơn giản. Pha ra chân cực nhanh của Venazio. Thì ông thoát xuống len lỏi giữa hai trung vệ Damir Milovic và Trọng Sáng. Đó là sự tỏa sáng của các cá nhân đã được Viettel chờ đợi cho sự trở lại. Venazio! Viettel đã có bàn thắng mở tỷ số ở trong trận đấu ngày hôm nay. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng đối với đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Ngay sau khi mà Bruno bị thổi phạt việt vị thì các cổ động viên của Viettel còn chưa hết sự tiếc nuối, thì ngay lập tức Venazio đã ghi bàn giúp cho đội chủ nhà vượt lên. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng là như vậy, gần như là ông không biểu hiện một trạng thái cảm xúc nào, ngay cả khi Viettel vừa có cho mình một bàn thắng vô cùng quan trọng, một pha vỡ tấn công từ biên, cú đá đập đất và khiến cho thủ môn Huỳnh Tấn Linh đứng chôn chân. Cuối cùng thì Viettel cũng đã thành công với những tính toán của họ. Đó là một pha chớp thời cơ cực nhanh của đội bóng áo đỏ. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa cú sút của Venazio. Trước đó thì Dương Văn Hào đã quan sát rất kỹ. Đường truyền làm sửa lưng toàn bộ hàng phòng ngự của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Nó tới đúng đà di chuyển và đà dứt điểm của Venazio. Wow! Cú đá rất đẹp của Khắc Ngọc. Tình huống cố định, Khắc Ngọc đã thành công. Dương Tuấn Linh dường như đã hình dung ra được ý đồ sút bóng của cầu thủ đối phương và cũng đã di chuyển ra cột gần để có thể cản phá. Có vẻ như thủ môn của Than Quảng Ninh cũng đã chạm được tay vào bóng, nhưng tất cả đều không thể ngăn được bàn thắng của Viettel. Một khoảnh khắc lóe sáng của Khắc Ngọc đủ để cứu vãn một trận đấu mà có thể nói rằng anh đã chơi một phong độ không cao.
có thể nhận thấy nụ cười của huấn luyện viên Park Hang-seo và người cộng sự của mình. Đó là những tín hiệu mừng, đó là những giải pháp mà đội tuyển Việt Nam rất cần. Không chỉ là vấn đề nhân sự, là những tình huống mà chúng ta có thể giải quyết được những pha bóng trong những thời điểm có thể nói là khó khăn của một tập thể. Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng rất đẹp của Khắc Ngọc. Trên sân Thiên Trường vòng đấu trước, Khắc Ngọc cũng suýt nữa có một bàn thắng từ quả đá phạt. Vũ Minh Tuấn, thời kỳ 2003, 2004, 2005, Minh Tuấn thực hiện rất nhiều cú đá thành công. Và đây là một cú đá như vậy, rất tuyệt vời. Có lẽ là không cần phải nói thêm gì về cú đá này. Và các bạn hãy nhìn tín hiệu mà Minh Tuấn đưa ra. Đó chính là 14, số áo của Hải Huy, người bạn rất thân của Vũ Minh Tuấn trong màu áo Tan Quảng Ninh. Một lần nữa chúng ta lại được thấy khả năng sút phạt tuyệt vời của Vũ Minh Tuấn. Tôi là người có may mắn được đi cùng với Vũ Minh Tuấn ở mùa giải AFF Suzuki Cup 2014, chứng kiến Vũ Minh Tuấn và Đinh Thanh Trung trong những buổi tập của đội tuyển quốc gia thì phải thực sự là ấn tượng và khâm phục với khả năng sút phạt của Minh Tuấn. Đây là một cú đá đúng theo kiểu Ronaldo Knuckleball, một cú đá mà không nhiều cầu thủ ở Việt Nam có thể học được kỹ thuật này và thực hiện nó một cách chính xác. Giật nguy hiểm và bóng đã được đưa vào lưới của thủ môn Trần Bửu Ngọc, bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Viettel. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ chủ nhà. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào vào thời điểm này cũng sẽ phải trả giá. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng vào của Khắc Ngọc và hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai đã mắc sai lầm. Họ bộc lộ rõ sự mất tập trung. Bóng không chạm vào một ai cả trước khi đi vào khung thành của Bửu Ngọc. Pha phối hợp giữa Khắc Ngọc và Vũ Minh Tuấn. Một lần nữa thì Hồ Khắc Ngọc chứng tỏ cho tất cả thấy rằng anh là một trong những tiền vệ đáng xem nhất của V-League 2020. Anh Hùng rất hờ hững và có thể nói là thiếu trách nhiệm. Tuyệt vời, pha bằng lên và dứt điểm rất hay của các cầu thủ Viettel. Người đã có bàn thắng đầu tiên cho Viettel ở mùa giải này là Hoàng Đức. Hoàng Đức đã có được bàn thắng đầu tiên và đó là một bàn thắng rất đẹp và rất bất ngờ. Nó diễn ra khiến cho mọi người có mặt trên sân thực sự là sững sờ. Ngay cả Hoàng Đức có lẽ là cũng khá bất ngờ với pha bóng này. Đó là một tình huống mà anh Hùng đã xử lý vô cùng cầu thả. Và ngay sau đó thì Duy Khánh cũng đã không bảo vệ khoảng trống tốt. Hoàng Đức băng lên và nhận đường chuyền vừa tầm của Kai Kê, tung pha dứt điểm rất quyết đoán về phía góc xa. Trọng Hoàng, Hoàng Đức có thể dứt điểm, vẫn không vượt qua được hậu vệ đối phương. Thêm một cú sút nữa. Một không. Trọng Đại là người ghi bàn và sự bùng nổ dành cho đội bóng áo đỏ. Bây giờ thì huấn luyện viên Trương Việt Hoàng mới nở nụ cười một chút thôi. Bàn thắng của sự giải tỏa, bàn thắng cực kỳ quan trọng. Bàn thắng sẽ giúp Viettel tạm thời trở lại vị trí dẫn đầu. Ở cú sút xa thứ 3 sau khi được tung vào sân, Trọng Đại đã ghi bàn. Một cú dứt điểm trái phá. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Viettel. Hãy cùng xem lại pha phối hợp này. Hậu vệ của ông Lĩnh Hà Tĩnh chỉ có thể ngăn cản được cú sút của Hoàng Đức, nhưng cú đá nửa đẩy tiếp theo của Trọng Đại là không thể chê vào đâu được. Thêm một bàn thắng đẹp bắt nữa tại V-League năm nay. Rất hay, Viettel vươn lên dẫn trước 1-0. Chúng ta sẽ cùng một lần nữa chiêm ngưỡng bàn thắng của Trọng Đại. Trong trận đấu với Quảng Nam, trận đấu mà Viettel đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Tiếp tục, Bruno sút xa, tuyệt vời. Không có gì để có thể nói là chê trách trong một tình huống vừa rồi của Bruno. Mọi thứ cũng đều hoàn hảo. Nếu như pha phối hợp giữa Khắc Ngọc và Kai Kê là bàn thắng đến từ sự phối hợp giữa các đồng đội, thì tình huống này của Bruno là nỗ lực cá nhân của tiền đạo mà áo số 37. Và đây là khuôn mặt trầm tư, có đôi chút thất vọng của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng đang nghĩ rằng nếu mình đang đứng ở trên sân thì có thể
góp sức với đồng đội để có thể ngăn chặn được những tình huống xử lý kiểu như thế này. Mọi thứ đều hoàn hảo, cú đá của Bruno ở đẳng cấp rất cao, tình huống quạt bóng thì quá gọn để vượt qua Trọng Hiếu non kinh nghiệm. Và cứa lòng bóng đưa ra khỏi tầm với của Văn Toàn, quá hoàn hảo. Một pha xử lý bóng như ở giải Ngoại hạng Anh, qua người gọn gàng, chạm thứ hai, chạm thứ ba, và sau đó là tình huống nghiêng người cứa lòng hoàn hảo đưa bóng đi đúng góc cao, không có cơ hội cho Văn Toàn, chắc chắn là như vậy.